nhớ nha, với đàn anh nhớ nghe chưa cưng nha. Ôi hồn siêu phách lạc luôn á. Hồn siêu phách lạc à, em cũng có ngày hôm nay đó, em vẫn không phục tôi. Nhớ nghe, nhớ nghe, nhớ nghe, nhớ nghe. Cái gân cái nữa. Quyết định à? Chỗ này. Trời ơi, trời ơi. Hả? Xin lỗi em, trứng này nó chưa bể. Ê da. Có gì đâu mà em sát xuống với chị. Nha. Nha. Quý vị thân mến, đây là trò chơi cuối cùng của bảy nụ cười. Thưa quý vị thân mến, trò chơi của chúng tôi nó quan trọng là phải có cặp đấu thì nó mới hấp dẫn. Và bây giờ sẽ là bốn cặp đấu tiếp theo. Khách mời được chọn trước, con gái ưu tiên con, cô muốn chọn ai để đấu bên kia? Con chọn anh Luật. À, lại là anh. Tại em thấy anh chưa dở. Trời ơi, anh ơi. Con nói hay nhất trong ngày luôn. Chú đã từng dạy con sống trên đời này phải khiêm tốn. Lát nữa cái mặt tay quầy đừng trách gì nha. Không. Rồi, cặp thứ hai là ai? Em và Trương Thúy Dinh. Cặp thứ ba? Anh Tú và chị Lan Ngọc. Vậy thì cặp thứ tư, Thúy Ngân sẽ chơi lại với lại Tiến Lực. Hả? Rồi, trò chơi như sau. Chúng ta có con quả bóng bàn. Chúng ta sẽ thả không được vượt qua cái mức đen vàng này. Rơi vào vị trí nào chúng ta sẽ được điểm ở vị trí đó. Thành viên nào sau 3 lượt thảy thấp điểm hơn đối thủ của mình thì sẽ bị đập trứng vào đầu. Và dĩ nhiên chúng ta có một vị trí là đổi điểm. Có nghĩa là sau 3 lượt thảy mà rơi vào đây, điểm của mình sẽ chuyển toàn bộ cho người kia. À, cái này là cái này không phải là giải đặc biệt các bạn. Đó là hên xui, có lúc là đặc biệt, Có lúc là hình phạt. Ok. Và bây giờ cặp đầu tiên. Vô. Luật và Ly. Khoan chưa. Mình sẽ đập trứng vào đầu khi mình thắng đối thủ. Có quyền thách đấu về trứng. Em trước đi. Con muốn đập mấy trứng khi con thắng? Anh nghĩ lên một trứng thôi em. Ba. Ôi, ôi, mạnh. Đồng ý không? Anh kèo thêm luôn anh. Nếu mà anh sợ thì anh có thể chịu thua. Trời ơi. Anh nếu ơi. Như em thắng tôi là em đập tôi 3 trứng. Dạ. Tôi thắng em, tôi cũng đập em 3 trứng. Dạ. Để tôi là đàn ông, tôi sẽ đi trước em một bước. Ráng lên Lily. Một lần chạm duy nhất. Trời. Khoan, đó còn. Cố lên Lily. Chỉ cho, đừng có giày, mà giày nè. Mắc gì cũng chỉ người ta vậy. Mắc gì thái độ với MC à? Chắc giờ được đâu. Đi luôn à. Thấy không? Chắc giờ được đâu. Này, chú Giang. Nhiều rồi đó, Gia Lực ơi. Hai điểm cũng được. Lượt cuối đúng không? Có điểm là được rồi. Ủa, bỏ cái banh đó luôn hả chú? Cho em xin một nét nhạc hùng tráng ạ. Hùng tráng một chút ạ. Căng thẳng quá vậy. Tập trung nào. Vô. Khoan. Âm ba. Cho nó nhăn ra ngoài luôn, là thắng rồi. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.
nhìn đồng đội tôi đi. Đây. Nhìn đồng đội tụi em đi. Đây. Cái này là để... Rồi xong rồi, đừng nói gì hết. Lấy ba trứng đi. Rồi, ngồi xuống. Đó. Chưa bể. Này chín rồi con, nó vậy thôi đó. Con bỏ chín bỏ, đau. Bé rất là nhanh nhẹn nha. Nhanh nhưng lắm. Mà nó đây là đây đánh đầu đập liền cô vị. Qua từ từ sợ lắm đối thủ. thù nữa mạnh vào mạnh. Dây bé phải dây lên đúng rồi, tập từ từ thôi. Ủa đội nào đỉnh đầu đỉnh đầu Mày đùa nha. Ủa em bên đội nào vậy anh trai? Em bên đội nào vậy Tú? Em á bên đội trung lập. Ok anh trai, tôi nhớ rồi. Em rồi. Nghiệp bé gây ra chắc chị hưởng quá. Cặp tiếp theo. Chọn mấy trứng? Ba trứng. Ok. Ba trứng. Chơi. Ai trước ai sau? Quả tôi xì. 1 2 3 2 3 thắng quyết định. Em sau. Rồi, trước, sau. Con cũng không có gây dịp gì lớn. Thôi đừng nói ổng đánh xuống bây giờ. Nè, tôi nói trước nha, hình phạm này rất căng thẳng nha. Rồi. Rồi, ok, ready. Cho em xin một nét nhạc được không ạ? Ây Chị Ngọc chỉ cần nhẹ nhàng thôi chị Ngọc. Cần nhẹ thôi. Nhẹ thì nó bị thêm một bước truyền. Cre. Mấy quả rồi? Một quả à? Khó nhờ. Cái nét nhạc đập. Rồi ném nữa xuống rồi xíu. Qua quyết định. Hai lần đập được không anh? Không. Anh ơi bây giờ mình phải dương. Nếu mà mình không dương mình âm là mình thua liền. Đâu có, mình vô là mình đã thắng rồi, bạn này không vô mới là không, là tính điểm hả? Vô nhiều khi âm điểm nha. Vô đi. Ok, vô. Chị Ngọc à, Ngọc à 10. Trừ 10. Trừ 10. Em đã không cần điểm rồi. Khoan, em nói. Em nói. Chị là một người chị của em, chị phải chơi lịch sự đúng không? Đúng chị rồi. Đẹp đúng không? Cố đúng vô rồi. Nha. Đúng cố rồi. Vô nha. Đúng. Chị mình ném sạc. Nào, mình chơi lịch sự. Vô. Em tin chị. Em tin chị. Em ném dài quá. Trời ơi tiếc quá. Trời tiếc quá, ra ngoài hả? Tôi đã sai khi mời lần chị. Mời ngồi. Ra ngoài hả? Hôm nay ta say quá. Ai chơi lắc như thế? Ai chơi lắc như thế? Đúng rồi. Bu ra. Để em. Rồi, mấy quả rồi? Mấy hai con trái hả? Này. Rồi. Chị chơi đến mức như thế hả chị? Ây da, chết rồi, trái chân của chị. Trái chân của chị hả? Ok. Rồi, vô. Đá. Dạ. Chị dù gì cũng lớn tuổi hơn em. Mạnh tay lên chị Ngọc. Cũng thương em mà. Dạ mà hay khoe quá. Tại sao em sát số? Hả? Có gì đâu mà em sát số với chị. Quê cái nãy em làm tôi. Lòng bất biến với vàng đời dạng biến. Trời ơi, bắt sao mặt luôn kìa. Ok mà. Trời ơi. Ok mà. Không có sao đâu. Em sợ rồi hả Thiên Ngân? Hai chị em tốt. Đi ra đây nè. Em ghê quá à. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cảm tiếp theo. Quang quang tương báo đến bao giờ mới hết đây? Cảm tiếp theo.
6 năm rồi Lâm bị vợ. Không lẽ lần nào tôi cũng mua em? Chị dạ cố lên. Mấy quả? Mình chơi tối đa luôn đi chứ. Ba. Quả tôi gì? 1, 2, 3. Thắng quyết định. Đi sao? Đi sao? Sao hay trước gì đều cũng gặp trứng thôi. Trời ơi chị già đi sao? Và để coi là Lâm Vĩ Dạ. Ui. Một trái đã bị loại. Vinh vô một cái liền em. Trừ 10 cũng được anh Vinh. Trừ 1. Trừ 1. Anh trừ 1. Không sao. Không sao. Cơ hội đến rồi. Đây mới lượt đầu thôi, chưa sao. Yes. Ôi, thôi cũng được, cũng được, không sao, không sao. Anh Vinh cố lên. Anh Vinh cố lên. Anh Vinh ra ngoài hai cái là đẹp. Vô. Vô. À. Trời ơi. Bây giờ có vấn đề như sau. Hiện tại là Vinh là âm 10 với âm 1 là âm 11. Là thua chắc chắn thế rồi. Thế nên Vinh còn một cái. Đổi điểm. Thì Vinh đánh vào số 10 thì cũng là âm 1. Vinh chỉ có duy nhất một mục tiêu đó là đổi điểm. Còn Lâm thì dạ. Bóp cho anh nuốt, nuốt luôn là được. Đừng, đừng có. Chị cho ra ngoài luôn đi, đừng vô, nó nguy hiểm lắm. Rồi nhưng bóp cho anh nuốt rồi quá. Vợ, cái này phải để điểm không mới hay. Tôi là phải nghiệp nặng lắm nó mới vô đổi điểm. Đúng, đúng rồi. Bởi vì khó lắm. Nó vô bây giờ nè, vô nè. Làm sao có chuyện đó được, chuyện đó được, được. Ôi, ra ngoài rồi. 36 ô, chỉ có 1 ô đổi điểm thôi. Thì cái cơ hội nó rất là thấp. À, được anh Vinh, em có tin anh. À, có người bị phạt rồi, tiếc quá. Trời ơi, bây giờ vô đổi điểm chứ tôi cười xỉu. 6 năm rồi Lâm. Không lẽ lần nào tôi muốn qua em. Ba mươi sáu. Ui xít nữa. Còn gì đâu để mất. Hãy mở cho chúng tôi bài hát Không Đánh Mà Đau. Dạ. Đau. Ai làm anh đau? Còn một đợt nữa vậy. Ai lèo anh? Dạ. Nhớ nhà chơi với em Út là phải nhường nhịn nha. Bây giờ muốn ở chỗ nào nè? Đây đó luôn. Ok, muốn để trứng dọc hay trứng ngang nè? Sáu năm rồi Lâm bị vợ. Lần nào tôi cũng mua em, mua em, mua em. Eo ơi. Ghi sâu trong tim. Lần thứ mấy đây? Lần cuối ba. Cùng. Lần cuối cùng. Nhưng mà đội em thắng hết rồi. Hiện tại là mình đang thắng. Đúng mấy rồi. Lượt rồi? Ba lượt. Áp đảo rồi, áp đảo rồi. Ba người thắng luôn rồi. Ba người. Là lượt này mình chỉ chơi để đập thôi đó. Không sao, chứng chín luôn rồi. Chứng chín nó mới đào. Ba trái lên đầu, một trái lên mặt. Massage mặt được không anh trai? Chùi râu luôn. Ba trái lên đầu là full option rồi cưng. Ba trái lên đầu. Một, hai, mệt mỏi lắm rồi. Thắng quyết định. Em đến sau. Rồi, được, hãy vào cái âm 10 cho nó sang trọng. Ui cha. Hà ra ngoài, đừng có như em. Không hiểu rồi, lại đi. Ôi. Tôi muốn vô, nó không vô, giờ làm sao? Thấp thôi. Không đập nhiều. Đây là không muốn vô nè. Nè, thấp thôi, nhẹ thôi. Tôi vô số âm, cái tự nhiên người ta dương hả? Ủa anh tin đi, okay. Anh phải vào dương. Chiến. Trời ơi. Chiến. Trời ơi. Vô cái là ngon. Một là âm, hai là dương. Vô đi Ngân. Rồi, như vậy là sau 3 lượt là huề đúng không? Bây giờ từng cái một, thắng là thắng luôn. Ai trước, vẫn tôi xì. Vẫn tôi xì. Xìm xong. Rồi,
trước là bất lợi đúng không? Chỉ cần vô có điểm là ngon nghe Luật nha. Ngon ơi, cố đi, tạc á. Mạnh quá. Cố tình mà. Quả sushi. Thắng, em đi trước. Vô, trời ơi. Vô, trời ơi. Vô, trời ơi. Em nghĩ là Dương. Ba. Ba. Sao cái mùa này em thua hoài vậy? Em có cửa nẻo gì với Luật gì đâu. Nên nhớ điều đó. Trời ơi thiệt á. Đừng bao giờ làm chuyện ác. Lại là ba trứng. Đây nghiêng mình ra đi cưng. Hãy xem tấm gương này nè. Nhớ nha. Với đàn anh. Nhớ nghe chưa cưng. Nha. Ôi hồn siêu phách lạc luôn á. Hồn siêu phách lạc à. Em cũng có ngày hôm nay. Đó em vẫn không phục tôi. Nhớ nghe ra. 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 Cái nữa. Đau quá. Quyết định à. Chỗ này. Trời ơi. Trời ơi. Hả? Ây da da. Xin lỗi em, trứng này nó chưa bể. Ý da. Trời ơi, rút xuống cho sạch. Dù là Thúy Ngân thua tại cái lần này nhưng đội mình vẫn thắng. Và bây giờ là hình phạt cho đội Mỹ Nam. Yeah. Trời ơi, tôi tưởng đâu quê. Sao mà quê được? Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.